trực tiếp, không biết có ai xem thấy chưa. Không thấy ai xem hết. Chưa chưa thấy ai xem. À có một người xem rồi. Xin kính chào quý ông bà anh chị em. Hôm nay tôi đi lên livestream để tôi báo cáo là tôi sẽ lên gặp các đồng chí công an hôm nay theo cái giấy mời của phòng PA88 mời tôi lên công an Đồng Nai ngày hôm nay. Thế, cho nên là trước khi lên thì tôi cũng phải đọc cái giấy mời này. Giấy mời Bộ Công an tỉnh Đồng Nai, giấy mời kính gửi ông bà Nguyễn Duy Tân, địa chỉ Trung tâm Đức Mẹ Núi Cúi. Kính mời ông Tân đúng 8 giờ ngày 23 tháng 3 năm 2020 đến cơ quan chúng tôi là PA02 số 161 Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai để làm rõ những hoạt động vi phạm pháp luật. Ông bà ông Đỗ Anh Tuấn tiếp đón Biên Hòa ngày 22 tháng 3 năm 2020. Thế thì tôi trước khi đi vào đồn, hôm nay tôi đi tới Biên Hòa rồi, bây giờ tôi đi tới Biên Hòa rồi, tôi sắp sửa vào đồn công an cho nó đúng giờ, đúng 8 giờ. Thì tôi dừng lại, tôi livestream một chút để báo cáo với bà con là tôi đi vào đồn công an hôm nay vào mùa dịch Corona. Mà bây giờ tôi cũng không có rõ là cái vấn đề làm rõ những hoạt động vi phạm pháp luật thì tôi không có rõ. Tôi là tôi đoán thôi, tôi dự đoán. Mà trước khi đi tôi cũng báo cáo là hôm nay tôi đi mang theo, vẫn mang theo thánh giá như thường lệ. Và tôi không có ý tự sát trong đồn công an, cũng không có muốn vào phòng máy lạnh sợ lây nhiễm. Tôi cũng mang theo một cái bình nước, nước gừng, trà gừng, gừng để uống, để phòng ngừa. Hôm nay thì tôi không mang theo cà men, không mang theo cà men cơm. Mà chắc là lúc nào nhờ ông Mạc hay là nhờ anh Tuấn mang, chưa mang cha cái cà men cơm chứ cha vội không mang cho nó, không mang theo cà men cơm. Thế thì tôi đoán á, theo tôi đoán là cái tội, tôi bị cái tội vì bảo là ngày hôm qua tôi giảng lời Chúa. Thì tôi có giảng về Chúa Giêsu chữa người mù. Chữa người mù. Mà chữa cho người mù mà tôi thì tôi cũng cầu nguyện là cho mình cảm nhận được mình mù thì mình có phúc. Tôi có nói cái câu cuối của bài phúc âm thì Chúa Giêsu nói là giả như các anh mà cảm nhận được các anh bị mù, các anh biết các anh bị mù thì các anh có phúc. Thế cho nên là hôm nay tôi mang cái kiếng này mình đóng vai giả mù. Giả mù xa mưa. Giả như các anh bị mù thì các anh có phúc. Chứ còn hôm qua tôi nói là nếu mà tôi sáng mắt á, thì tôi biết là việc bầu cử 45 năm ở chế độ Cộng sản nó chỉ là đóng phim, đóng kịch thôi. Chứ còn nếu mà tôi bị mù á, thì tôi không biết. Thế cho nên là giả như mà tôi sáng mắt thì tôi biết. Thế còn như là tôi vẫn bị mù. Thế cho nên là tôi không biết. Hôm nay tôi lên nói với đồng chí là tôi không biết là cái việc bầu cử á, nó là đóng phim, đóng kịch. Cứ phải nói là việc bầu cử là tốt lắm để bầu ra đồng chí tổng bí thư rồi đồng chí chủ tịch nước là rất là tốt. Mặc dù đồng chí tuổi già sức yếu rồi nhưng mà lên bầu cử chủ tịch nước là lên ứng cử có một người à, không có ai tranh cử hết á, chỉ có bầu có một người thôi. Mà đồng chí chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng là trúng cử rồi, làm chủ tịch nước rồi. Thế cho nên là cái điều thứ hai, cái điều nữa là giả như mà tôi sáng mắt thì tôi sẽ nhận ra là bộ đội chỉ là không phải là quân giải phóng, bộ đội năm 75 là quân ăn cướp chứ không phải là quân giải phóng. Giả như tôi sáng mắt, nhưng mà đằng này tôi bị mù thì tôi vẫn cứ bảo là bộ đội là quân giải phóng nhá. Hoặc là giả như tôi sáng mắt thì tôi sẽ bảo là Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam, nhưng mà hôm nay là tôi bị mù. Tôi mang kiếng này không có thấy đường nên tôi cứ bảo là Trường Sa, Hoàng Sa là của Trung Quốc. Là hôm trước tôi cũng nói livestream hôm đi chỗ phòng P5 với đồng chí Hoàng Liên Sơn, tôi cũng nói rồi. Tôi cứ bảo Hoàng Sa, Trường Sa là của Trung Quốc thì là tôi được thả về, tốt đẹp. Bây giờ tôi cứ nói hôm qua thì tôi có nói là giả như mà tôi sáng mắt thì tôi sẽ nhìn thấy Việt Nam đang bị nô lệ ở giặc Tàu. Nhưng mà đằng này tôi đang bị mù thì tôi sẽ bảo là Việt Nam rất là có tự do, dân chủ, nhân quyền,
rồi Việt Nam không bị nô lệ giặc tàu. Cho nên là mình cứ phải nói như vậy thì mình sẽ được có phúc không bị đi tù. Mình cứ phải nói như vậy, mình cứ nói là Việt Nam đang toàn vẹn mất lãnh thổ, không bị mất ải Nam Quan, không bị mất thác Bản Dốc, không bị mất bãi Tư Chính, không bị mất Hoàng Sa, không bị mất Trường Sa, nói chung là không có bị mất lưỡi bò, không không có bị mất heo đường lưỡi bò. Nói như vậy thì là tốt thôi, mình cứ nói như là một người mù vậy. Mình chứ đúng là như giả như mà tôi sáng mắt á thì tôi sẽ nhận ra là Hồ Duy Hải nó là Chúa Giêsu nhập thế nhập thể làm người, những người bị corona thì phải là Chúa Giêsu đang nhập thế nhập thể làm người, và mình phải nhận ra những người anh em của mình á là Chúa Giêsu, những người anh em đang đau khổ đang tàn tật. Đó là giả như là tôi sáng mắt thì tôi phải nhận ra như vậy. Thế nhưng mà đằng này tôi bị mù mà nhé, hôm nay tôi đeo kiếng này là tôi bị mù, tôi không có. Nên các đồng chí á, các đồng chí hỏi tôi á thì trong cái tình trạng này á thì tôi cứ phải là bị mù cho nó chắc ăn nhé. Chứ còn nếu mà như tôi sáng mắt á, tôi phải nhận ra là bà con ở vườn Lộc Hưng, bà con ở Thủ Thiêm là chính là Chúa Giêsu nhập thể, Chúa Giêsu nhập thế. Rồi bà con chín gia đình ở giáo xứ Lộ Đức đó cũng là Chúa Giêsu nhập thể nhập thế. Và hôm nay tôi cũng đoán thêm một chuyện nữa là cũng có khi á, là hôm Noel tôi livestream là mùa Giáng sinh không an lành, là dựa vào cái bài báo của anh Trương Châu Hữu Danh á, cái tựa đề đó tôi cũng ăn cắp cái tựa đề của anh á, là mùa Giáng sinh không an lành, là đi đập chín cái căn nhà ở giáo xứ Lộ Đức. Cách đây chừng một hòn đá ném thôi. Tôi đang ở gần đó rồi. Và tôi nghĩ là như vậy. Ngày hôm qua thì tôi có nghe bà con ở chín hộ dân ở Lộ Đức á, thì ông Thắng ông nói là nhà nước đề nghị là đền cho ông 500 triệu. Thế nhưng mà tôi hỏi á, là theo như giá nhà nước đền bù cho 6 hộ cạnh bên khi mà xây trường á, thì đền bao nhiêu? Ông nói là người ta đền chắc xấp xỉ khoảng 4 triệu một mét vuông. Thì theo như đất nhà ông Thắng 330 thì ông cũng phải là được 1,5 tỷ cơ. Thế nhưng mà hỏi bây giờ đền ông 1,5 tỷ ông có lấy không? Ông bảo không, con chỉ có lấy sổ đỏ thôi. Bây giờ phải cấp sổ đỏ cho con chứ con không có lấy 1,5 tỷ. Thế theo tinh thần của chín họ ở Lộ Đức á thì họ nói là họ không có lấy 500 triệu đâu nhé. Mà cha Tân đề nghị 1,5 tỷ họ cũng không có lấy. Nói với các đồng chí biết như vậy. Rồi họ nói là họ lấy sổ đỏ cơ, nhà nước phải cấp sổ đỏ cho họ chứ 45 năm giải phóng mà không có chịu cấp sổ đỏ cho người ta. Rồi bà con vườn rau Lộc Hưng cũng vậy, từ năm 54 đến giờ không có chịu cấp sổ đỏ cho người ta, mà thấy đất người ta đẹp là các đồng chí lại cứ tưởng là đất của nhà các đồng chí. Các đồng chí mang búa đi đập nhà người ta thế thì không có được nhá. Các đồng chí không có được phải đền bù cho bà con ở Thủ Thiêm hẳn hoi đàng hoàng, rồi chùa Liên Trì của thầy Thích Không Tánh. Các đồng chí đừng có làm điều ác nữa, như đồng chí Lê Thanh Hải á, đi đập cả 1,5 hộ ở Thủ Thiêm, đập luôn cả chùa Liên Trì, rồi còn đòi đập cả nhà thờ Thủ Thiêm, đòi đập cả dòng mình đến giá Thủ Thiêm, nhưng mà hai may là hai cơ sở đó còn giữ lại được. Chứ các đồng chí mà làm điều ác á, là sẽ bị ác giả ác báo, rồi làm điều ác là không có được đâu, không có tốt đâu. Nên các đồng chí đừng có làm điều ác, đừng có đập nhà như là chín căn hộ ở Lộ Đức nữa, và phải đền bù cho người ta sòng phẳng hoặc là cho người ta mảnh đất để tái định cư. Rồi đấy là tôi dự đoán thôi, chứ còn tôi chủ trương của tôi là hòa giải dân tộc nhé. Có gì mình góp ý, tôi góp ý cho các đồng chí là hiến kế cho Sài Gòn hết kẹt xe rồi, mà các đồng chí phạt tôi 20 triệu là tôi không có đồng ý đâu. Tôi đã hiến kế là công sức của tôi, là tôi đã không lấy tiền thì thôi, lại còn phạt tôi 20 triệu, nó cái tội hiến kế cho Sài Gòn hết kẹt xe. Mà cái phương án hiến kế của tôi á, là phương án tối ưu rồi đó nhá, tối ưu, nghĩa là không còn phương án nào hay hơn nữa rồi, mà các đồng chí không nghe lại còn phạt tôi 20 triệu. Chủ trương của tôi là hòa hợp hòa giải dân tộc thôi, hòa giải hòa hợp hòa giải dân tộc. Thế cho nên là tiện đây thì hôm nay tôi nói là tôi không có làm việc trong phòng lạnh, bởi vì phòng lạnh virus nó nhiều, cứ là làm việc trong nơi mà phòng nào thông thoáng mở cửa sổ cho tôi. Và hôm nay tôi cũng không mang cà men, tôi nhờ ông Mạc lát nữa mang cà men cho tôi. Và tiện đây tôi cũng nói thêm một chút virus về corona một chút. Hôm qua thì tôi thấy mấy đứa dư luận viên đó thì nó nói là nó nói xấu đạo Công giáo là cứ cầu nguyện đi, cầu nguyện đi. Ở bên Ý á, người ta cầu nguyện nhiều, chết 30 linh mục rồi,
À, họ vô họ trêu tôi, họ trêu tôi như là đạo công giáo cầu nguyện là mê tín. Người hôm qua cũng có một linh mục ở bên Tây về, ông này lại giảng là vùng giao kiện, thì tôi nghe ông chính cũng nói với tôi á, là linh mục đó ở bên Tây về lại giảng là các anh em tin vào đừng có tin vào Thiên Chúa quá, phải tin vào nhà nước. Thế tôi không có thích cái câu đấy, cái niềm tin đó là nó kiểu kiểu như là nó mê tín quá. Nên tôi muốn giải thích thêm về vấn đề tin vào Thiên Chúa. Cầu nguyện là điều rất là cần thiết, nhưng mà cầu nguyện không phải là mình cầu nguyện mình xúi Chúa Úm Bà La hay là xúi Chúa Ẻm Xì Bùa là nó khỏi bệnh. Không phải là như vậy, mà Chúa chữa con người mình bằng cái con đường nhập thể nhập thế, nghĩa là bằng cái con đường yêu thương. Ví dụ như là Chúa tác động cho các bác sĩ vì yêu thương bệnh nhân, các bác sĩ cố gắng ngày đêm chữa tìm ra thuốc, rồi các bác sĩ, rồi những người khỏe thì phải giúp đỡ người yếu, người khỏe phải yêu thương người yếu, rồi nói chung là đẩy lùi bệnh nhân bằng cái lòng nhân từ, lòng nhân ái. Người mà bị bệnh rồi á thì cũng phải biết yêu thương người khỏe, đừng có đi lây nhiễm cho người ta, phải cách ly, phải vâng lời theo bộ y tế, rồi phải cách ly, rồi phải uống thuốc. Nói chung á là người khỏe cũng phải có lòng nhân mà người yếu cũng phải có lòng nhân, chứ tôi không có thích mà tàu cộng họ cưỡng chế bắt còng tay mấy người bị bệnh rồi bắt đi cách ly, bách vào trại tập trung, rồi họ khóa cửa lại, họ đóng đinh vào cửa nhà người ta, không cho người ta ăn uống. Như vậy là cưỡng chế phi nhân tính, như vậy là tôi không có đồng ý. Rồi nhà cầm quyền phải mở wifi, mở internet cho những người bệnh nhân họ sử dụng liên tục, công khai minh bạch. Chứ còn báo chí đảng nhà nước lại cứ đăng là chỗ cách ly là tốt lắm, cơm lành canh ngọt, vui lắm, vui lắm. Hôm qua tôi thấy cô Nguyệt cô ấy chia sẻ cái video gì đó, chỗ cách ly là ăn cơm gì mà chó nó không thèm ăn. Thế thì không không được, mình phải đối xử với nhau là nhân từ, lòng nhân sẽ chữa được bệnh tật. Thế cho nên đó, là cái vai trò của Chúa không phải là Chúa Úm Bà La đâu, không phải là cứ cầu nguyện là Chúa Úm Bà La, mà Chúa tác động lên chính quyền phải đối xử lòng nhân với con dân của mình, không có còng tay con dân. Rồi con dân đó thì cũng phải không có được chạy trốn, bị bệnh thì không có trốn từ China sang Việt Nam, không có chạy trốn từ China sang bên nước Ý, nó làm cho cả thế giới lây lan, 180 nước lây lan rồi. Thế cho nên đó là người bệnh cũng phải có lòng nhân đối với người khỏe, rồi người khỏe thì cũng phải có lòng nhân với người bệnh, mình cũng phải cách ly. Thế cho nên là nói chung là cái lòng nhân cầu nguyện với Thiên Chúa và Thiên Chúa tác động cái lòng nhân, chứ còn không phải là Chúa Úm Ba La mà khỏi. Cho nên là tôi lên giải thích về vấn đề như vậy. Chúa sẽ vấn đề là Chúa ngăn cản dịch bệnh là như thế nào. Dịch bệnh corona là cỏ lùm giữa ruộng lúa mì, thế nhưng mà Chúa có quyền nhỏ cỏ lùng đấy nhá, nhưng mà Chúa không, Chúa cứ để cỏ lùng nó xảy ra như vậy. Mình phải đặt vấn đề là mình phải hỏi Chúa tại sao Chúa lại để bệnh này nó xảy ra trên trái đất này, rồi con bây giờ con phải làm gì. Thế cho nên là anh chị em phải đặt hai câu hỏi nhá, với người bệnh thì cũng phải hỏi là tại sao Chúa để con bị bệnh, rồi bây giờ con bị bệnh rồi thì con phải làm gì. Rồi với người khỏe thì mình phải đặt câu hỏi là tại sao là Chúa lại để cỏ lùng nó xảy ra ở trên trái đất này, corona nó xảy ra như vậy. Rồi bây giờ con đang khỏe rồi, bây giờ con đang mạnh khỏe thì bây giờ con phải làm gì. Thì anh chị em cầu nguyện, nhưng mà anh chị em phải đặt hai câu hỏi đó. Chúa để cỏ lùng corona nó xảy ra đó là có thông điệp của Chúa. Theo như thầy giáo Hùng bên Tin Lành á, thì ông nói ba thông điệp là thứ nhất là phải cách ly với người bẩn thỉu, với người ác, với kẻ ác. Thầm ý là phải cách ly với China. Tôi mới nghĩ là cái vĩ tuyến 17 nó quan trọng, với lại cái ấp chiến lược nó quan trọng. Phải cách ly như vậy. Hoa Kỳ nó muốn xây cái bức tường biên giới, rồi biên giới giữa các nước là quan trọng. Chứ còn bây giờ kẻ ác nó cứ len lỏi rồi nó làm điều ác, nó làm cho cả thế giới loạn lên. Rồi thầy Hùng thì này nói là cái thông điệp thứ hai á là phải trở về với thiên nhiên. Thì tôi thấy thầy Hùng nói cũng có lý, mình tôn trọng ánh sáng mặt trời, không khí, gió tự nhiên, rất là tốt. Ánh sáng, nhiệt độ tự nhiên rất là tốt.
Chứ còn bây giờ mình nhân đạo quá. Rồi thông điệp thứ ba là mình đừng có cậy dựa vào sức con người, mà phải tin tưởng, phải trông cậy vào quyền năng của Thiên Chúa. Đừng có kiêu căng. Thông điệp thứ ba là con người đừng có kiêu căng với đấng tạo hóa, đừng kiêu căng với. Đấy là cái câu hỏi số 1. Tại sao mà Chúa lại để cho cái con corona nó là cỏ lùng, nó xảy ra trên mặt đất này. Rồi câu hỏi số 2 là con phải làm gì? Nếu mà vai trò mình mà là người khỏe thì mình cũng phải có lòng nhân, lòng yêu thương, lòng thương xót Chúa, để mình đối xử tốt với người bị bệnh, rồi mình tìm cách chữa bệnh, tìm cách chữa cho người ta. Còn nếu mà mình người bệnh thì mình cũng phải có lòng nhân, là mình đừng làm sao mà đừng có lây lan virus cho người khác, đừng có lây lan lây truyền virus cho người khác. Mình đừng có chạy trốn, đừng có trốn từ nước này sang nước kia, mà mình phải ở nhà cách ly, hay là cách ly theo gia đình, hay cách ly theo yêu cầu của Bộ Y tế thì mình cũng phải cách ly. Thế cho nên là ai cũng phải có lòng nhân, thì chúng ta có thể là đẩy lùi được cái con virus này khỏi trái đất này. Thôi thì tóm lại thì tôi trước khi vào đồn công an thì tôi báo cáo với anh chị em như vậy, cũng nói với các đồng chí là tôi chủ trương là hòa giải dân tộc nhé, hòa giải dân tộc, sống chung với lũ chứ không có chống đối gì đâu. Mình góp ý xây dựng cho nhau thì nó xã hội nó tốt hơn, nó có dân chủ, tự do, dân chủ, nhân quyền hơn. Xin kính chào quý ông bà anh chị em, kính chào các đồng chí. Xin chào, bây giờ tôi phải lên công an thôi.